Hello, chào tất cả anh em, xin chào tất cả anh em đã quay lại với video đi tiếp theo của tôi. Anh em, video này tôi sẽ đi bới chuột anh em ạ. Vâng. 30 cái đúng không? 29 thôi. Ờ. Tôi sẽ đi bới chuột anh em. Cái quả báo cá kìa. Được phi. Được đâu đây? Mấy cả xúc xích. May quả cuối dần dần con cần cân lên. Xong móc cần cân vào câu. Mới được con này. Được cái kìa bạn. Tôi sẽ di chuyển một chặng đường gọi là không dễ dàng gì để tôi đi. Tôi nhìn nha.
có phân lìn anh em ạ. Sắp đến cái điểm bẫy rồi anh em ạ. Tôi tạm dừng tí nhé, rồi giờ tôi tiếp tục nhé. Anh em theo dõi tôi nhé. Cái xe điểm đường đi nó là cái bẫy nha mọi người. Không muốn tìm dấu vết con này nhưng mà
khó tìm quá này. Con chuột nó bén nhanh lắm anh em ạ. Giờ tôi sẽ bỏ dép đây nha. Thôi thì đánh bẫy nha. Ôi dồi ôi. Chút ây da giờ tôi sẽ vào trong bụi này em ạ, chết bụi xem anh em nhá, đường con chuột đi thì tôi bấy anh em ạ. Anh em không phải lo, chỗ tôi là hết hơi nhiều chuột đấy anh em ạ, toàn chuột khủng thôi. Chưa này cao thế nhỉ? Tìm một chỗ quét con này nó hơi khó tí nhưng đi lặn lội nhiều. Chỉ trong mấy ngày chúng tôi không đi à, bấy thôi nhỉ? Mà không nỡ nào mà cái này nó cao như này luôn, thật sự luôn ý. Quá kỳ nho. Cái này nó cao lên nhanh thật sự luôn. Nó lìn thật. Quá là cao luôn em ạ. Quá là sức tưởng tượng của tôi.
con bẫy đây anh em ạ. Một cái thôi nhỉ, mẹ nó đi thấy mẹ luôn. Chỉ cần đụng một tí thôi là nó đi vào tổ nó luôn. Hạnh chả. Tôi đang thấy gì đập vào mặt tôi đây, rất là nhiều chuột đào như vậy, nó đào ra làm gì nữa. Làm sao để xem đường gì nó ở à, đây đây chỗ này thì khờ bao nhiêu ạ. Thích hợp tôi bấy vào hết. Đó, người đạp cũng dính anh em ạ.
bay lên tiếp một cái. Thêm ở đây nữa. Ây da. Đây rồi. Cực cho tôi anh em nha. Bón cái. Bây được bón cái rồi anh em ạ. Tôi chẳng muốn chi
muôn cành em muôn đời muôn kiếp, giờ tôi chẳng muốn đi ký ức đó đâu, giờ tôi muốn em bên đời thôi. Giờ hạnh phúc chỉ cần hai ta, chẳng cần gì hơn nữa đâu. Trời ơi anh biết em thương anh mà, giờ chẳng muốn nói được thêm chi, chỉ mong hai ta sẽ sớm về một nhà. Chiều thu bông ấy giờ em chẳng còn thứ tha, chẳng hồn nhiên như trước kia, chẳng còn ao ước chỉ nữa đâu. Giờ hai ta đã thành đôi, chỉ mong hai ta sẽ sớm bên nhau. Chỉ mong đến thế, chỉ mong hai ta sớm thành đôi. Giờ chỉ còn chờ đi người thôi, vì chẳng còn chín đâu. Anh chỉ mong phải ta sớm hồi. Người ơi em có biết anh dẫn rất yêu em, chẳng muốn rời xa, còn muốn đi đâu chỉ muốn có em thôi. Người anh hay nói anh muốn không gặp người, hãy nhớ từng giây từng phút em trao cho tôi, chẳng những kéo chị chỉ mong em tin anh, chẳng mong cao sang, mong anh có em thôi, chỉ là mong ước sẽ không bao giờ rời xa nhau. Ơi mưa chắc chắn sẽ không bao giờ xa em, sẽ luôn bên em, mãi yêu em đến già. Người ơi anh muốn nói. Dạ vâng ạ, đi kéo sân đánh. Vâng.
cần cao sáng, chỉ muốn bên em thật lâu, chẳng cần nỗi nhớ, anh chỉ muốn em từng giây từng phút. Thỉnh thoảng một lần đi đánh chỉ được 2-3 con. Từ từ. Sao lại thế nhỉ? Cái sập ấy là cái nhốt. Sập ạ. Sập. Nó sập nhiều nhưng mà kiểu như nó trượt hay nó thoát được hay sao? Hiểu. Nó có sập nhưng mà không được. Uber đưa, làm quay luôn được. Vâng. Thế có trang không? Cháu có. Trang gì đấy? Trang nhà nông chấm nét ạ. Rồi được, cho vài cái. Đấy, cái đấy chuyên quay về video đi quay rúi, quay chim, quay lượn gà. Ok, được. Được bao nhiêu người theo dõi rồi? Kênh cũ thì 15.000. 15.000. Còn kênh mới vừa có hơn 200. Ok, thế đấy. Nhà nông chấm nét à? Vâng ạ. Rồi. Tiếp tục theo tôi nhé. Được, có cái anh bạn của nhà nông thế này là đẹp rồi. Giúp bà con nhân dân không có chết. Nó ăn khá hết. Nó có cắn thật lúa ạ. Úi, cắn hết, cắn không còn cái gì nữa. Cắn không còn cái gì nữa, hết sạch luôn. Được, rất là cảm ơn, thay mặt bà con là cảm ơn quá. Đây là đi theo cái chỗ này này, nhiều lắm, nhiều luôn. Hôm để trước chứ, được, hôm trước cho được 2 con đầy to to. Rất là nhiều anh em ạ, nên tôi sẽ bật tiếp.
nhiều đường đi quá nên tôi phải bấy nhiều anh em ạ. Tôi sẽ kiểm tra đây xem có đường đi không nhé. Rất là nhiều chuột phá ruộng nha. Tôi nên đi xem có động bụi thu gì không anh em nhé. Đổ hết ra này. Nằm bấy được cái cầm
8 viên gạch bỏ này, 8 viên gạch bỏ này. Nào còn dùng được thì tôi cầm lại dùng đi. Bỏ 8 cái rồi anh ạ. 9 cái. Cái này mình đánh 20 cái mà 2, 6, 8. Oh, Tulu, asap pata lulu. Ushu pulu, ayu. So, I super I don't know.
Tại là tôi không giày không dép anh em. Tôi sẽ vào cứ địa của những con chuột anh em nhé. Trên cây này có rất nhiều con mổ lúa này anh em. Đó. Ây da. Hầu như là rất là nhiều gai anh em ạ. Ây da. Tôi phải nhanh chóng tìm thấy đường đi của chuột anh em. Vì trời sắp tối rồi. Bấy hết chỗ này tôi về anh em. Tại sao căn cứ của chuột lại không có đường đi của chuột là sao? Ủa? Chuột ơi, chuột mò hay gì? Chuột đi mò nhưng chuột này chuột có đèn pin, không phải chuột mò. Chuột có đèn pin đi xoay nhưng nên là không có đường đi nhé. Chuột này thấy đường nào ngon ngon thì cứ đi thôi, chả cần tìm đường. Ây da, cối gai mà. Tôi không biết phải làm thế nào anh em ạ. Bởi vì chả tìm cái đường đi của nó. Chuột là chuột ở đây là chuột đèn pin. Gọi nó là chuột đèn pin vì đi không có dấu. Một tí là đây rất là nhiều chuột anh em ạ. Nhưng mà lại không có dấu đường đi. Thế mới lạ chứ. Nhưng giờ tôi sẽ quyết định vòng bên dưới nhìn xem dấu vết của nó anh em nhé, nhìn tung tích của nó. Tại là tôi đã tìm thấy cái tung tích gì nữa. Mình đi không cái gì cũng không đủ má thế cái bấy cái gì. Tôi tìm thấy đường đi có vẻ là rất chân ái nên là tôi sẽ bấy vào đây nhé. Mong là ngày mai không nhận được kết quả gọi là thất vọng. Hy vọng là sẽ táp nhiều hơn. Đây là có dấu vết đi đây anh em ạ. Bày đây tiếp anh em nhé.
tục làm dấu đi. Tiếp tục anh em nhé. Đây anh em ạ, bây giờ tiếp anh em nhé. Bẫy chuột mà nó sắp kẹp tay tôi. Tục anh em nha. Đi nhiệm tiếp tục nghe nhiều nha. Uầy, đây là lại có một đường chân ái của tôi rồi anh em. Tôi rất là thích đường này, nhìn rất là ưng rồi. Tôi sẽ dùng loại này, gọi B59 đi, mạnh với lại gọi cấp độ 2. Đúng một cái duy nhất anh em. Tôi sẽ tìm được mẫu gọi là cháy nhất ở đây. À đây đây. Đây rồi. Chết ai rồi con cường.
Ôi. 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 Được mấy con rồi. Video của tôi đến đây kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại em ở cái video khác. Tôi chờ gặp lại.